Xin chào các bạn đã đến với kênh BB. Các bạn ơi, bạn BB, bạn BB đang được mua một món đồ chơi tên là ăn chưa nó cho mặt cần ngỏ mi chưa quả chỉ đó quả mà bạn đã xa. Tên món đồ chơi là quý số bạn là mà có ba anh em siêu nhân, không ba chiếc xe siêu nhân biến thành một con robot. Đây bây giờ ba siêu nhân nè, đầu tiên thì sẽ là một chiếc xe. Xe này xe gì mà đi? Xe khủng long. Xe khủng long á hả? Khủng long đỏ. Cô thấy không giống hình khủng long lắm, chỉ có cái răng này thì giống này. Và tiếp theo xe thứ hai. Xe thứ hai có thể vậy nè. Là cái cảnh này mình có thể nè. À đưa lên. Rồi đưa xe ra. Đây, đưa lên xe ra này các bạn. Thì xe thứ hai đó, có 6 bánh xe nha. Rồi tiếp theo xe thứ ba, tê giác. Nhìn này ra hình con tê giác rồi, cũng 6 bánh xe nha. À bạn Bi ơi, cái này có, cũng có thể đưa ra này. Ố bây giờ mà bạn Bi gắn lại cho này. Rồi bạn Bi gắn lại đi. Bên này, bên này. Đúng rồi, gắn vô. Rồi bây giờ mà các bạn hãy xem sự kỳ diệu của ba chiếc xe này nhá. Bạn Bi sẽ gắn thành cô robot. Từ từ đừng nói với các bạn. Hãy để các bạn xem đi nha. Rồi, nào. Đây. Đây cao lên, con đưa cao lên. Con đến đây này. Đó, rồi tiếp tục ra hình hình cái chân rồi đó. Chân của một robot. Chân thì phải có tay nha. Đó. Tiếp theo một tay. Tiếp theo một tay. Hai tay. Hai tay. Đi ra. Wow. Siêu đẹp luôn các bạn ơi. Đây là một robot. Ai như có nút bấm này hay sao á, phải không Vi? Đâu. Rồi các bạn ơi. Cái nút này nút gì? Có gì? Không có gì hả? Hay là nút gì đó, nút nút gì bộ thấy cái nút này nút gì đó Vi này? Hay cái miệng này không mở ra hả? Phải không? Không, nó mở được. Không? Nó mở được, cái nút này là ấn để mở đó bạn Bi. Cái sao nút cái này. Miệng nó cứ nóng đóng hoài nè. Không có hình mở hả? Cái nút này là nút mở hay sao á? Nút này là nút mở này. Này, các bạn xem các bạn có thể comment nha. Có phải nút mở không? Nút mở cái miệng này ra này. Rồi bây giờ xem cho bạn xem cái con robot ạ. Đẹp quá. Bên hông nè, đằng sau nè. Con robot này trị giá 349.000. Đằng sau đẹp quá. Bây giờ ấn thử rồi. Rồi. Đẹp quá. Đi cầm đi. Dạ. Cô mày sao nữa kìa.